Welcome to Surya KLCC. Cái này là tháp đối hả? Đúng. Nhìn cũng chả là gì ha. Bình thường. Cái này bình thường. Thấp hơn tòa Lê Mét Cun mà. Ừ. Đi cái cho biết thôi. Mình xây cũng được mà tại mình không xây thôi. Phá này có gì đâu. Mình xây thì tại vì nó ấy rồi, mình không xây nữa đụng hàng. Bây giờ mình coi thử có vô được không. Trong đó thì nó cũng là trung tâm thương mại thôi. Nó chỉ vô thì anh vô đi. Em ngoài đó. Trời anh... ơi. Em không quay lại đâu các bạn. Em này còn quay lại mà. Cuộc đời mình còn dài. Chắc gì mình không quay lại. Đây Petronas Tower. Mình đang ở Petronas Tower nhưng mà mình ở cái mặt đằng sau lưng của nó. Sau lưng hả? Ừ. Khu KLCC, khu vực trung tâm thành phố Kuala Lumpur. Công viên nó nằm đằng sau này nè. Em lên Google Maps nó có đó. Ủa rồi mày coi Google Maps rồi mày đi cái này làm gì nữa? Coi Google Maps đủ rồi. Đi này làm gì? Không, ý là coi bản đồ để biết đường. Tháp đôi này là cao nhất. À, tính ra nó vẫn là tháp đôi cao nhất thế giới. Đúng. Tháp đôi. Tháp đôi cao nhất. Ờ. Ê, tính ra là nó bằng An Giang dữ vậy mẹ ơi. Ừ. Ờ, cũng là một biện pháp An Giang. Đồ bị đặt ra. Nhìn cũng... Hả? Cái cục đá xây xây. Ừ, xây xây xây. Ghê ta. Cái này mới đúng là tháp đôi nè. Do hồi nãy mặt hồi nãy á. Ờ. Là mình không thấy. Mười năm. Mày chắc chưa? Đoán chừng thôi chứ sao chắc được ba. Sai rồi bảo à. Mấy năm? Làm sao mà Malaysia mà xây được cái này trong vòng 10 năm? 15 năm. 20. 3 năm. Đu. 3 năm. Cái gì ghê vậy? Nó xây từ tháng 3 năm 1993 nè, là tiến hành đào móng. Xong rồi tới tháng 4 1996 là chính thức được hoàn thành. Ừ. Và được công nhận là tòa nhà cao nhất thế giới. Má nó 3 năm. Xây tòa nhà này trong 3 năm thôi hả? 3 năm nó bảo. Quỷ gì mà xây 3 năm thôi hả? Ủa, 3 năm đó. Nó dùng cái gì để nó xây trong 3 năm vậy? Bên trong được á, đưa không được vô hả? Cầu này là cầu 2 tầng nối tầng 41 với tầng 42. Ừ đúng rồi. Có gì hot nữa không? Là cái chức năng của cầu này á, là được thiết kế như một cái đường thoát hiểm khi tòa nhà xảy ra sự cố. Ủa rồi giờ hai cái tầng đó bị cháy thì sao? Hai tầng đó bị cháy thì thoát hiểm như bình thường thôi. Không. Thoát hiểm gì? Ý là giống như ví dụ như là chạy ra đó đúng không? Ờ. Cứu ngoài đó đúng không? Ờ. Ý là thay vì mình phải từ trên chớp phải xuống tận đây thì mình có thể mình xuống tới cái cầu đó thôi à. Ờ rồi ra cứu hộ ngay đó đúng không? Ờ, đúng rồi. Nhìn đó, không nhìn thực sự là đèn nó ảo sao anh Thịnh? Ờ đúng rồi. Nhìn nước cái ảo trước mặt mình không phải là cái tòa nhà. Biết sao không? Ý là cái thiết kế của này là nó thiết kế theo kiểu mà viên đạn bạc á. Ờ. Là nó sẽ là hai cái viên đạn á cắm rất nó chuyển trời. Mà đạn bạc thì nó ảo vậy đó. Ờ nhìn ảo đèn nó ảo. Bữa nay em không thấy cửa. Ê có cái công viên gì kìa, mình ra trước công viên nó chơi không? Vòng không? Chưa. Nãy giờ chưa chụp hình check-in nữa. Ồ chụp hình check-in luôn. Ờ, tự. Và kinh tế tập trung lớn nhất
và tập và của Kuala Lumpur và của Malaysia. Khu này tập trung rất là nhiều tòa nhà cao tầng tập trung lại với nhau. Ở đây mình chỉ thấy một mặt đó là của cái mặt cổng 2 của một mặt của cái tòa tháp đôi thôi. Thì mặt bên kia thì nó hình như cái này là mặt chính rồi đó. Cái mặt bên kia thì nó để mình có thể thấy những cái tòa nhà khác. Nhưng mà nhìn chung thì khu vực này là khu vực trung tâm, với nhà có thể view nhiều tòa nhà nhất. Ở đây nó có cái tháp gì kinh thịnh? À cái tháp mà anh muốn đi đúng không? Đúng rồi. Cái tháp gì? KL Tower. Kuala Lumpur Tower. Nhìn cũng xa. Alo. Ở đây lâu lâu một chút để mình video call rồi mang về kia. Vùng này thì hiện tại đang có rào, có cảnh có bảo vệ nên không có vào được. Bình thường thì mình nghe nói là nó có bán vé để vào trong đến tầng bao nhiêu đó, hình như là đến cái chỗ cái cầu này. Hôm nay thì thấy rào lại rồi, không có thấy có bảo vệ nghiêm ngặt luôn, không có tiếp cận được cái tòa tháp. Mình đi lên quanh cái tòa tháp mình xem được thôi. Lên quanh đây thì có cái tòa nhà cũng lớn, tòa nhà này là tòa nhà Phúc Lịch Văn, một nhân hàng lớn nhất của Malaysia. Thôi chắc video thì mình quay khu vực trung tâm KLCC ở một mặt của tòa tháp đôi Petronas Tower đến đây thôi. Thì hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo, cùng mình trải nghiệm thành phố Kuala Lumpur của Malaysia. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu các bạn mà thấy hay á, thì hãy nhấn like, share và cùng subscribe kênh của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo trong cái hành trình mà trải nghiệm Kuala Lumpur, Malaysia của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.